Dương Phi giảng quy. Dương Phi giảng quy. Đừng, đừng gọi ta là Dương Phi, và cũng đừng tung hô giảng quy. Đừng đưa ta tới tột cùng của cuộc đời Dương gia. Dương Thiên Tâm, chàng vẫn sống mãi trong lòng thiếp. Dương Thiên Tâm, Dương Thiên Tâm, Dương Thiên Tâm, thiếp kính mừng Dương gia. Thôi hãy câm đi, giọng nghe lỗi lệ phép lý của nàng. Giờ ta đã hiểu tại sao nàng phá chặt cửa lòng. Đã 18 năm qua ta đưa nàng vào cung điện, là ta muốn dâng cho nàng tất cả quyền quý cao sang. Đều nhiều kẻ ước mơ nhưng không bao giờ thành tựu. Thế mà giữa ta nàng trước một ngày lập vợ, nàng cứ mãi chung tình với một người đã chết từ lâu. Xin Dương gia dừng bớt cơn phẫn nộ, nên suy lại tận tường chuyện tình yêu và duyên nợ. Duyên nợ gì khi nàng chỉ cho ta thể xác còn tâm hồn, thì nàng đã gửi cõi hư vô. Hương sắc tôi Dương gia đã hưởng trọn rồi, con trai người ra đời cũng thành con của Dương gia. Chỉ còn lại cho tôi manh lao đất của chồng già, cây thương gãi túi buồn cho một đời. Chắc Dương gia còn nhớ những điều mà Dương gia đã nói lúc ban sơ. Ta nhớ lắm. Lúc đó ta chỉ đòi hỏi thể xác của nàng cho ta thỏa mãn tình trắng gió. Để bù lại ta sẽ nuôi dưỡng con của nàng và coi nó như con ta. Bây giờ nàng còn muốn gì hơn nữa chứ? Dương gia. Thôi, Hoàng Nhất Liệt này không còn nói chuyện nhiều chứ nào. Ta đi. Dương gia, Dương gia. Tại hạ kính chào Dương Phi. Ông là ai? Thưa Dương Phi, tôi là kẻ trước kia cũng có gia đình đầm ấm, sông hiền hòa với người vợ đẹp nhất trong thôn. Nhưng nay thì những đêm đông ngồi bó gối chờ giá lạnh vào tim, bỗng tuyết trắng vô tình rơi lả tả. Cuộc đời ông thật là buồn thảm, nghe mà thương cho thân phận một con người. Nhưng tại vì sao ông lại vào đây than thở? Tôi vào đây vì tiếc thương một mùa xuân qua đào hồng trước ngõ. Dù đã bao phen trời trở mùa đổi gió, nhưng bóng dáng của xuân xưa vẫn còn rạng rỡ trong lòng. Mỗi độ xuân sang tôi ngồi nhặt từng cánh hoa đào, để dựng lại một mùa xuân xưa mà bấy lâu lòng tôi tưởng những tiếc. Nhưng những cánh hoa rơi không dựng nổi mùa xuân, mà thời gian cứ lần lửa qua mau, để nỗi nhớ nhung hằn lên trang mây nếp nhăn nhẹo như mấy lối nhà mòn về dĩ vãng. Hình như ông vào đây để trách móc tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ông là ai, có liên hệ với tôi như thế nào. Ngày nay bà đi như thấy sân bắt đầu, còn tôi chẳng khác loài có dài qua ngàn. Ngày xưa tôi có lần dừng bước ở Ngưu Gia Thôn, nên mới biết bà là bao tức nhược. Còn tôi là ai thì bà không cần biết, mà bà nên hiểu rằng tôi vẫn nhớ, nhưng bà đã quên. Cung son làm cho bà thêm đẹp thêm duyên, thì sương gió làm cho tôi thêm già thêm xấu. Nhưng nếu nhớ thương xưa không còn nữa, thì hình dáng này đẹp đẽ mà chi. Lời lẽ của ông nãy giờ giống như lời lẽ của một người chồng đi xa về trách vợ. Nhưng tiếc thay chồng tôi đã chết. Chồng bà đã chết. Chồng tôi chết cách nay hơn 18 năm qua. Chỉ còn để lại cho tôi manh áo rách và cây thương gãi than. Những món vô dụng đó bà giữ nó để làm gì? Tôi giữ nó để nhớ, để thương, để chờ, để
cuộc đời đã cách xa muôn trùng diệu vời. Nhưng tánh tình thương ngài cứu cho tới nay vẫn còn mong đợi buổi tương cùng. Biết rằng đó nghĩ là nghề ước dòng ngông cuồng, nhưng tôi vẫn coi nó là lẽ sống cho một cuộc đời đã nghẹn lối đi. Cây thương gãy và chiếc áo cũ thì nào có giá trị chi, nhưng với năm tháng ai vì nó là đôi bạn chi thân để cho tôi gửi trọn tâm tình. Dương Thiết Tâm dạ. Bà không ghê tởm khuôn mặt yêu ma và thân hình gầy gò dơ bẩn của tôi sao? Dương Thiết Tâm chàng, sao chàng nỡ nói với em câu đó? Khuôn mặt yêu ma đâu đáng ghi sợ bằng tấm lòng phản trắc. Nỗi đau cổ triền miên làm cho thân xác yếu gầy. Chàng hãy đưa thiếp rời khỏi nơi đây để sống lại với những ngày đầm ấm cũ. Còn con của chúng ta, thằng Hoàng Nhan Khang tức là Dương Khang sẽ... Lão già hãy đỡ. Dương Khang, con đã giết cha của con rồi. Mẹ đã lầm rồi. Đây là lão già một dịch chứ đâu phải là cha của con. Không, Dương gia Hoàng Nhan Liệt chỉ là cha nuôi của con. Còn người tạo cho con nên dốc nên hình chính là lão già khốn khổ này. Từ khi gặp con đối xử rất tàn nhẫn với cha. Đó chỉ tại con vô tình, cha sẵn lòng tha thứ cho con đó. Ai là con của ông mà ông nói giọng cầu cao? Ta sẽ đi mời cha ta lại. Khang Nhi. Tôi ngỡ rằng thằng Khang nó vui gạt ta, nhưng không ngờ đấy là sự thật. Dương gia, những câu đức hạnh ngày trước nay đã trở thành lời phản bội. Đôi môi nở mộng tình xưa giờ chỉ là cửa ngõ của dâm loạn. Dương gia, xin người cho quá vui vàng. Thôi, tiếng nói của giai nhân như gió nghi đưa hương, say đắm muôn phương tan nát tâm linh những ai đã trọn tình hai tiếng nghiệt nhân và chữ ân tình. Tính mộng rồi ta ngỡ ngàng câu đã vàng. Nếu thật dương gian chẳng tin lòng tôi thì hãy giết tôi đi chớ nặng lời chi cho đau khổ đôi đường. Một là tôi nên lặng yên để cho nàng thông dong đi vào trong tội lỗi, hoặc là tôi giết chết nàng đi để coi con tim phản bội kia có mấy nẻo chung tình. Nhưng cả hai tôi vẫn chưa ý chọn được một con đường. Lặng thinh thì nghe tim mình đau dây rứt, giết nàng thì tôi không nỡ xuống tay. Tôi biết lòng nàng chẳng yêu tôi, nhưng ngày ngày nghe giọng nói tiếng cười, đêm đêm quen mùi hương mái tóc, thì ai dám bảo rằng trong khóe mắt kia chẳng có một chút ân tình. Gã kia, có phải ngươi là lão Mãi Võ Mục Dịch không? Phải, ta là Mục Dịch. Nhưng cái tên Mục Dịch chỉ là che mắt kẻ thù, còn cái nghề Mãi Võ là bình phong để cho ta đi tìm một thằng hèn nhát. Mũi tên này có phải của nhà ngươi không? Ta cực khổ giữ nó suốt 18 năm trời, giờ nó xin hoàn lại chủ cũ. Mũi tên của ta. Ngươi đã bỏ quên trên ngực ta tại Ngưu Gia Thôn đó. Dương Thiết Tâm. Phải, Dương Thiết Tâm. Ngươi còn sống đó? Còn chớ, ta vẫn sống. Và ngày nay đến đây để tìm mi. Ngày xưa mi bắn ta bằng tên kia, mi vai nở thì bây giờ phải trả lại. Đó là chuyện thường, có gì đâu với giật mình. Ta có chết bởi thù xưa cũng kêu nghi hạnh cười to. Vì với ta từ xưa cho tới nay, thế hành động là ta sẵn sàng chờ hậu quả. Vậy thì ngay bây giờ
ta chém đầu cũng là vừa. Một niệm từ con, cha sắp chết. Nguyện vọng cuối cùng của ta là muốn cho con và Quách Tĩnh nên duyên chồng vợ. Lão ma đầu một việc đâu, nếu muốn toàn mãn thì hãy lập tức trả mẹ ta lại cho ta. Vâng, Dương Khang hãy dừng tay lại. Trời, mẹ, vì sao mẹ quy y thi pháp, gửi niềm riêng trong lớp áo nâu sòng? Cứ từ bi từ đây mẹ ta đánh coi thế gian này cay đắng. Đâu như giấc mơ, con dập nằm đâu xin cha tha trẻ thơ. Mẹ tôi thấy giọt máu hùng anh trở về. Xin thượng đế cho tôi linh hồn cũ để gọi lên hai tiếng cha tôi. Trời ơi, tôi chỉ là giọt máu rơi theo mẫu thân phiêu bạc mười mấy năm trường. Cha ơi, nghịch cảnh cớ trêu và cái nghiệt khi phụ phàng đã an bài số phận kẻ làm con thờ người khác nửa đời kêu vương phụ. Gặp cha mình chưa dám gọi là cha, lỗi nơi con không kịp nghĩ suy đã nghĩ làm cho đất bằng sông dậy. Cha ơi, chiếc lá rơi trôi theo dòng tình mạng ngày thì hôm nay đã nhớ tội thương. Mau phải giải về tim loài người không có quyền quên cội rễ. Phải, loài người không có quyền quên cội rễ. Dương La, người đến đây để làm gì? Dương Hoàng Nhan Khang bao tích nhược, ta đến đây để tìm giọt máu lặng lẽ đi trở về tim. Ta tới đây để tìm chiếc lá rụng đang âm thầm mẹ lén về cội rễ. Khang con ơi, tất cả những việc xảy ra đều là sự thật, một sự thật đau lòng cho tất cả mọi người, kể cả người gây ra tội ác là ta. Từ đây ta xin trả lại những gì ta đoạt của kẻ khác và mong sao cho hợp tốn câu vần. Các người ơi, rồi đây còn lại những ngày buồn của chuỗi đời dương gian, thì ta phó mặc cho dòng thời gian đưa đẩy số phận không tình. Con hãy đem thi thể cha con vào chùa để ta lo ăn.